Hứng thú với chương trình đào tạo tập trung vào tính ứng dụng thực hành, sinh viên được đi kiến tập, thực tập ngay từ năm nhất. Lê Thanh Tùng, 22 tuổi, lựa chọn nộp hồ sơ vào trường Đại học Gia Định ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Tùng lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin. Có nền tảng cơ bản cộng với thời gian rèn luyện trong quân ngũ, Tùng tự tin sẽ hoàn thành tốt chương trình dù vừa làm vừa học và phải bắt đầu lại với các em nhỏ tuổi hơn. Ví dụ như là em là sinh 2000 đi, thì ví dụ em đăng ký lại có mấy bạn năm nhất vậy, em có cái nỗi lo hay là có sợ gì không? Dạ không, đối với em thì cái khoảng nỗi lo đó không, nó không có. Đa phần là em sẽ chọn cái phần thực hành nhiều hơn. Thời gian này thì em đang hiện vừa đang làm việc ở một bên một cái tập đoàn. Rồi tiện thể cũng gọi là cũng học chung với mấy bạn ở 2K4 mà ở theo cái kiểu là học cái gọi là dựng 3D 3 chiều, kiểu là lập trình 3D. Đa phần là có mấy anh ở trong đó gọi là giống kiểu là người đi trước rồi lại kinh nghiệm chỉ. Lê Thanh Tùng chuẩn bị là tân sinh viên đầu tiên ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Gia Định năm học 2022-2023. Có số điểm trên hồ sơ học bạ trung học phổ thông khá cao, vượt trên mức điểm sàn nhận hồ sơ của nhà trường. Tùng gần như chỉ cần chờ trường công bố trúng tuyển để trở thành tân sinh viên của trường Đại học Gia Định. Theo tiến sĩ Ngô Minh Hải, phó hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, trường luôn chú trọng và định hướng phát triển liên kết, trải nghiệm doanh nghiệp cho sinh viên. Lý thuyết và thực hành không thể tách rời. Lý thuyết được đúc rút từ thực tế, hệ thống hóa từ những giải pháp trong thực tiễn. Ngược lại, thực hành giúp cho lý thuyết ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Bởi nếu học mà không có thực hành, thì mọi lý thuyết đều sẽ trở nên vô ích. Chính vì vậy, hàng năm, trường Đại học Gia Định trao đổi, hợp tác với một số doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau. Sinh viên được kiến tập, thực tập, học kỳ doanh nghiệp ngay từ năm nhất, nhằm tăng cơ hội việc làm. Cái định hướng ứng dụng là một cái định hướng, là một cái sứ mệnh mà Đại học Gia Định mong muốn mang đến cho người học một cái giá trị thực sự. Nếu chúng ta muốn dạy ứng dụng thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm thực tế thì chúng ta mới dạy được thực tế. Thì các trường trước đây thì đang suy nghĩ theo kiểu là sẽ mời những thầy có kinh nghiệm, rồi những thầy cô mà có làm thực tế, rồi đưa những cái hoạt động thực tế vào trong trường. Nhưng về thực tế thì mọi người sẽ thấy rằng là cũng chưa đủ. Làm ra từ công việc sinh viên vẫn chưa làm được và xã hội vẫn trả lời rằng là sinh viên ra trường cần phải đào tạo hoặc là đào tạo lại. Thì điều này nó hoàn toàn không đúng về mặt tư duy. Như vậy thì năm thứ nhất các bạn sinh viên có thể được truyền cảm hứng, đã được giới thiệu về ngành nghề. Tới năm thứ hai các bạn có thể tham quan kiến tập thực tập tại doanh nghiệp. Ví dụ như là sinh viên Gia Định mới đi thực tập tại JW Marriott Phú Quốc và các bạn về các bạn hiểu luôn là cái ngành của bạn là như thế nào. Đó. Và sau đó thì tới năm thứ ba là các bạn có thể bắt đầu làm việc luôn thực tế tại doanh nghiệp rồi. Và lúc đó các bạn có thể là tham gia học kỳ doanh nghiệp, bạn có thể là đi thực tập và làm đề tài đó, hoặc là các bạn trải nghiệm luôn cái hoạt động thực tế tại doanh nghiệp. Và chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới làm ra được định hướng về ứng dụng. Thời gian đào tạo 3 năm với học phí rẻ từ 7,5 đến 12,5 triệu đồng một học kỳ cũng là điểm thu hút sinh viên của trường Đại học Gia Định. Ông Lê Quốc Việt, bố của sinh viên Lê Việt Tùng cho biết, khi cùng con tìm hiểu trường đại học thì ông biết trường Đại học Gia Định rút ngắn thời gian đào tạo chỉ 3 năm. Thời gian đào tạo liên tục, không bị đứt quãng kiến thức, có thể giúp con ông ra trường sớm là những yếu tố tiên quyết để ông cùng con chọn vào ngôi trường này. Chắc là mình thấy là cái thời gian đào tạo liên tục, mà trong học hành là đào tạo liên tục thì là rất là tốt. Và tôi mong là cái thương hiệu á, thì đương nhiên là phải chất lượng thì mới có thương hiệu. Chứ bây giờ một cái trường mà đào tạo ra mà coi như là thí sinh làm việc cũng được thì nói thẳng là trước sau thì cũng là cái xè mai một mất, không có cái hiệu quả. Với giá trị cốt lõi, chọn lọc, ứng dụng, đại chúng, trường có 19 ngành đào tạo với 25 chuyên ngành. Năm nay, bên cạnh 19 ngành chương trình chính quy, trường còn có thêm chương trình tài năng với 5 ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh quốc tế, marketing, ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, trường có quỹ học bổng 9 tỷ đồng dành cho sinh viên tài năng. Gia Định năm nay có một cái mới, rất mới, đó là chương trình đào tạo tài năng. Và cái triết lý, cái slogan của chương trình là học với lãnh đạo để trở thành lãnh đạo. Những cái tư duy, kiến thức mà nội dung các bạn cần
thì các bạn sẽ được nhà trường hỗ trợ để học, ví dụ như là tiếng Anh chuẩn bị nè, rồi bạn có thể học được chứng chỉ ngành phụ. Chúng tôi đưa luôn thực tế vào trong chương trình đào tạo. Chúng ta phải có giảng viên doanh nhân, chúng ta phải có người thực sự là chuyên môn sâu và những người mà thực tiễn để cùng giảng dạy, cùng học tập, cùng trao đổi với các bạn. Vậy thì doanh nghiệp đến cũng đặt hàng tại đúng một địa chỉ đó thôi, và các bạn sinh viên cũng chỉ cần có qua một cái hub thôi để các bạn có thể tiếp cận với toàn bộ cái cơ hội việc làm trong tương lai. Hiện nay, Trường Đại học Gia Định có 3 phương thức xét tuyển: xét kết quả thi trung học phổ thông, xét kết quả học bạ trung học phổ thông, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến hết tháng 3 năm 2022. Đăng ký trực tuyến tại https://tuyensinh.gia-đình.edu.vn. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Gia Định, 185-187 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,